Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt ở tại cửa hàng xe Mai Duyên nha, cũng như là hét Honda Huỳnh Mạch Tùng đó các bạn. Địa chỉ cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Còn hét Huỳnh Mạch Tùng là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Đây chính là tuyến đường Triệu Nương nè các bạn. Rồi, xe tải tới luôn rồi. Tại vì mình đang chuẩn bị quay cho các bạn xem chiếc Honda Super Cup này á, là hàng nội địa nha, tức là hàng nội địa của Thái, nhập khẩu tư nhân về đó các bạn. Giá của nó là 141.900.000. Thì cửa hàng sẽ ship đi cho bạn khách này là ở tại ấp 10 chợ xã Đông Hưng, huyện An Minh, Kiên Giang. Chiếc xe tải này sẽ mang xe đến tận nhà cho khách luôn, xe của chú Tệp đó. Các bạn xem nè, Huỳnh Văn Bằng. Bạn ơi, nếu bạn có vào xem thì có thể là cho luôn cái thông tin coi là có đúng hay không ha. Đây, Huỳnh Văn Bằng nha, chợ Đông Hưng, Kiên Giang. Từ đây qua đó tầm khoảng 170 cây số đó các bạn. Xe chú Tệp nè, ship tận nhà luôn cho khách. Các bạn biết không, đây là hàng nội địa, tem Thái hết toàn bộ nha, chứ không phải là Honda Việt Nam đâu các bạn. Còn chú ý nè, mình sẽ báo giá cho các bạn chi tiết từng phiên bản màu ha, màu đen. Đây. Nổ máy luôn nha các bạn. Khi mà ship á, là cửa hàng phải câu bình, đổ xăng, nổ máy, test hết chiếc xe cho khách nha. Mình đề luôn nha. Đó, đang nổ máy đó các bạn. Các bạn nghe nè. Cổ tiếng bô rất là ấm luôn. Tiếng bô đó các bạn, tiếng máy luôn nè ha. Các bạn ơi, mình nạt nhẹ nhẹ thôi nha, tại vì xe của khách. Rồi, vậy thôi ha, chỉ vậy thôi. Các bạn xem nè, đèn xi nhan là nó hai bóng nha, các bạn xem nè. Ồ, sáng cực kỳ luôn á, rất là sáng đèn nè. Pha nè, cốt nè, pha nè. Đèn xi nhan rất là sáng phía sau nè các bạn. Rồi em quấn đi. Nhân viên đang chờ mình để quấn bọc đó các bạn. Mình quay xong cửa hàng sẽ quấn bọc rồi mới giao cho khách. Đồng hồ, ô đẹp, tuyệt đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục báo giá mấy xe còn lại. Hôm nay cửa hàng bán đi rất là nhiều cho Cần Thơ nè, Long Xuyên nè, Châu Đốc luôn. Và bây giờ là qua Kiên Giang. Ôi, huyện An Minh, Kiên Giang ha, chợ xã Đông Hưng. Thì các bạn nhìn nè, phiên bản mà nhập chính hãng bởi Honda Việt Nam á, là đèn xi nhan nó chỉ có một bóng thôi. Còn bản nội địa đó, mình gọi là bản nội địa, là nó hai bóng thế này. Thấy không? Rồi nè, xe này là tem Thái nè. Còn xe Việt Nam nè, nhập về nè, chữ Việt, chữ Việt đó các bạn. Nó khác nhau nha. Còn đây là hàng nội địa Thái luôn nha. Nè, chữ Thái toàn bộ hết luôn, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau nha các bạn. Nó khác nhau nha, các bạn đừng có hiểu lầm. Rồi bây giờ mình sẽ báo giá nè. Mình báo giá phiên bản mà chính hãng Honda Việt Nam nhập từ Thái về. Nó cũng là một chiếc xe Thái nha các bạn. Số khung nó vẫn là ML đây, vẫn là xe Thái nha, nhưng mà Honda Việt Nam nhập về. Thì phiên bản xanh đậm này bây giờ là 98.900.000 thôi, là màu xanh đậm nè. Rồi phiên bản mà màu xi măng á, là giống màu này nè các bạn, thì sẽ là 104.900.000. Rồi phiên bản màu đỏ cũng sẽ là 104.900.000 luôn. Còn với bản nội địa, màu đen sẽ là 141.900.000, là màu đen này. Cửa hàng sẽ quấn bọc lại nha, nó là hàng nội địa nha các bạn, chữ Thái nè ha, 141.900.000. Trong khi mà hàng Việt Nam nhập về á, là chỉ có 134.900.000 thôi, là cái màu đen. Mình nhắc lại nha, màu đen là 134.900.000. Rồi, còn về hàng nội địa thì màu đen này là 141.900.000. Xám xi măng 122.900.000. Thì đây là một xám xi măng mà hàng nội địa nè, hai bóng xi nhan các bạn nhìn biết liền, chữ Thái không nha. Đây, bữa nay là 19 tây nha, kịp thì mình đăng luôn trong hôm nay, còn không thì mình hẹn các bạn vào ngày mai 19 tháng 5 2023 đó các bạn. Ngày mai thì sẽ là 20 20. Bây giờ mình nhắc lại nè, với phiên bản Super Cup mà Honda Việt Nam nhập về, điển hình như chiếc màu xanh này nè, thì màu xanh
sẽ là 98.900.000. Màu xi măng 104.900.000. Màu đỏ 104.900.000. Màu đen sẽ là 134.900.000. Còn với bản nội địa, màu đen sẽ là 141.900.000. Màu xám xi măng này là 122.900.000. Tới đây các bạn đã thấy sự khác nhau của hai dòng xe này rồi nha, đừng lẫn lộn đó các bạn. Cũng là ML, xe này thì cũng là ML nè, thấy không? Nhưng mà đây là chữ Thái toàn bộ, vì cửa hàng tư nhân nhập thẳng từ Thái Lan về. Còn đây là Honda Việt Nam nhập từ Thái Lan về. Cũng là Honda Thái Lan mà khác nhau đó các bạn, thấy không nè. Đây đó là sự khác biệt giữa hai đời. Thì cái này là hàng trong nước, cái này là hàng nội địa Thái ha. Các bạn cùng xem nè. Tem nè. Đó, khác nhau nha. Tem Thái nè, tem chữ Việt nè. Rồi còn lại là như nhau thôi. Yên nè, yên đỏ nè ha. Cần số nè. Hôm nào cửa hàng có một chiếc màu đen mà hàng Honda Việt Nam, mình sẽ so sánh nó với chiếc màu đen hàng nội địa cho các bạn xem. Hàng nội địa thì nó khác ở chỗ nữa là nó chỉ có một cái remote thôi. Còn Honda Việt Nam nhập về thì sẽ bổ sung thêm cho mình được hai cái remote ha, khác nhà chỗ đó. Quay trở lại với chiếc xe này thì hiện giờ đang chuẩn bị ship đi ha. Đó, đây là quà của khách. Thì trong đó cũng sẽ có luôn giấy tờ để khách ôm về tự làm biển số các bạn. Nếu các bạn muốn cửa hàng làm biển số cho mình, cửa hàng sẽ làm luôn nè, trên tay nè. Thì các bạn ship xe sẽ giữ những cái giấy tờ này. Rồi lên xe về với chủ nè các bạn. Anh khách này là ở xã Đông Hưng, huyện An Minh Kiên Giang đó các bạn. Ship tận nhà. Thì nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ A thì chỉ tầm khoảng từ 200.000 cho đến tối đa là tầm khoảng 700.000 thôi. Còn nếu muốn ship tận nhà thì các bạn phải alo cho cửa hàng tư vấn giống như vị khách này ha, vẫn sẽ có cái phí ship hợp lý cho các bạn. Một chiếc xe tải ship đến nhà cho các bạn luôn của chú Tệt nè. Đây, đang chuẩn bị ship đi ha. Đó, xem. Được bao bọc lại hết ha, để chống chạy cho khách. Cửa hàng Mai Duyên nè các bạn. Bạn nào quan tâm thì mình cứ alo ngay cho cửa hàng để được tư vấn chi tiết. Ví dụ như đây là bạn Mai ha. Còn trên xe là bạn Duy. Bạn Duy áo trắng ở trong nè. Đó, còn bạn Huy nữa nha các bạn. 141.900.000. Giá xe đã bao gồm VAT nha. Chỉ là chưa bao gồm phí biển số thôi. Nguyên một chiếc xe tải chỉ để ship một chiếc xe này thôi đó các bạn ha. Thì tại vì sao không? Vị khách này là muốn nhận xe trong hôm nay. Hôm nay là 19 tháng 5 cũng là ngày tốt. Cho nên là vị khách này đã muốn cửa hàng ship ngay cho hôm nay. Là có một chiếc xe tải chỉ để ship một chiếc xe này thôi đó các bạn. Rất là VIP ha. Đây, thì chỉ cửa hàng Mai Duyên lần nữa nha. Hôm nay đang là 19 tháng 5 đó các bạn. Ngày hôm nay cũng rất là đẹp, tại vì ngày sinh của bác mà. Bây giờ mình sẽ khép lại cái video này đây nha. Xin chào các bạn.